Mới đầu thì mẹ em cũng không ủng hộ lắm, nhưng mà sau một sự kiểu đam mê cũng như là thuyết phục được mẹ cũng là bố thì lúc đấy cũng đồng ý rồi, nên là em đã quyết định theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Hôm đấy đá xong là được vào vòng World Cup, thì đấy là một buổi live stream cũng như là ăn uống với mọi người, cũng như là chúc mừng sự chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trong những ngày tháng mà bọn em đã cố gắng đấu tranh với cả dịch bệnh Covid. Lần đầu tiên tham dự mà được mọi người quan tâm cũng như biết đến nhiều thì cảm xúc của em cũng rất là bất ngờ cũng như là hạnh phúc. Được mọi người biết đến nhiều hơn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều so với cuộc sống tập luyện, cũng như là nếu mà sinh hoạt thì cũng ảnh hưởng một chút, còn đâu so với tập luyện thì em thấy không có gì thay đổi. Nói chung em cũng phải cố gắng tập luyện cũng như là chăm chỉ hơn trong thời gian sắp tới.